Ngày 9 tháng 9 năm 2021, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố làm việc với cô gái TTHKN, 24 tuổi, ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ về hành vi đưa thông tin sai sự thật trên Facebook. Trước đó, hai tài khoản Facebook là Dương Dương và Kim Ngân do KN lập ra và thường xuyên đăng tải chia sẻ các bài viết, thông tin có liên quan đến việc dùng dung đất hay còn gọi là địa long để điều trị Covid-19, quảng cáo mua bán các loại thuốc địa long trị Covid-19. Những thông tin này đã gây hoang mang dư luận. Theo kết luận của cơ quan chức năng, thông tin dung đất trị được bệnh Covid-19 chưa có cơ sở khoa học. Đến nay, Bộ Y tế chưa có văn bản hướng dẫn, công nhận hoặc cho phép sử dụng dung đất để điều trị Covid-19. Tại buổi làm việc, KN thừa nhận cung cấp chia sẻ thông tin trên là sai sự thật, không có cơ sở và tự gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc này, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, tuyệt đối không tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được qua kiểm chứng.